Được tổ chức vào ngày 4 tháng 2 hàng năm, Ngày Thế giới phòng chống ung thư là một sáng kiến toàn cầu nhằm truyền cảm hứng và hành động trong việc ngăn ngừa, phát hiện và điều trị bệnh tốt hơn. Ung thư hiện nay vẫn là một nỗi sợ của rất nhiều người. Tuy nhiên, khám sức khỏe tổng quát và tầm soát ung thư định kỳ sẽ giúp phát hiện sớm các mầm mống ung thư trong cơ thể. Hiểu được điều đó, Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc, thương hiệu y tế hơn 20 năm uy tín, luôn chú trọng đầu tư cả về chuyên môn lẫn trang thiết bị tiên tiến trong tầm soát ung thư. Đặc biệt, bệnh viện ứng dụng công nghệ hiện đại từ Mỹ, Anh, Nhật trong xét nghiệm, chẩn đoán và phát hiện kịp thời từ khi chưa có triệu chứng, giúp tăng hiệu quả điều trị ung thư lên nhiều lần. Mục tiêu của việc tầm soát ung thư sớm là để phát hiện các tổn thương ở giai đoạn tiền ung thư hoặc ở giai đoạn ung thư còn rất là sớm, để mang lại những cái hiệu quả điều trị tốt nhất cho bệnh nhân, rút ngắn cái chi phí điều trị và thời gian điều trị cho bệnh nhân. Hiện tại thì ở Bệnh viện Hồng Ngọc thì cũng đã áp dụng rất nhiều những cái công nghệ tiên tiến từ các quốc gia lớn như Mỹ, Anh, Hàn, Nhật, ví dụ như là có chụp X quang, siêu âm, CT toàn thân, cộng hưởng từ toàn thân, nội soi tiêu hóa để giúp phát hiện sớm những cái tổn thương còn rất là mới và để mang lại những cái hiệu quả điều trị tốt nhất cho bệnh nhân. Lựa chọn bệnh viện để tầm soát ung thư là rất quan trọng vì điều này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng chẩn đoán và điều trị của bệnh. Đáp ứng những tiêu chí khắt khe đó, Bệnh viện Hồng Ngọc luôn không ngừng phấn đấu để góp phần đảm bảo chất lượng cuộc sống cho người dân bằng những dịch vụ chăm sóc sức khỏe tối ưu.